tôi sợ lắm rồi. Nhìn thì được rồi đó, mà không biết còn thiếu nêm nếm gì không ta. Ủa, cái này là anh hai nấu á hả? Ừ, anh hai nấu. Ừ, vô vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn món hủ tiếu trứ dành của anh hai. Trời, em đang tỉnh hay đang mơ ta? Trời, tỉnh với mơ cái gì? Nè nè nè, biết hôm nay là ngày gì không? 20 tháng 10, ngày phụ nữ Việt Nam. Đây, anh trổ tài nấu món hủ tiếu trứ danh dành tặng cho má với em. Một món quà rất là thiết thực. Chắc là em cũng còn đang mơ. Mơ phải không? Ờ mơ mơ thôi khỏi ăn, anh lấy vô để không, đây anh không, với má không, ăn thôi. Em ăn mà. Lâu lâu này mới vô bếp một lần mà. Em đâu có ngu gì mà không ăn. Má ơi, em kêu má ra nhanh hai. Má ơi. Đây ờ, có má dìu đây. Má em, dìu má, nhanh lên. Má, chuyện gì vậy? Má, xuống đây ngồi với con nè má. Má ơi, hôm nay mình có một bữa sáng đặc biệt đó má. Dạ, anh hai nấu mừng ngày 20 tháng 10 đó má. Ủa, ngày 20 tháng 10 là ngày gì vậy con? Ừ, dạ. Thì là ngày phụ nữ Việt Nam. Là ngày mà phụ nữ không có làm gì hết trơn á má. Được ưu tiên hết luôn á. Ồ, vậy hả? Vậy là mình cũng có món quà thiết thực chắc bụng à con. Dạ, đúng rồi đó má. Nhân dịp ngày này, con nấu món hủ tiếu tuyệt vời mặt trời tặng cho má. Đây của Thảo. Em cảm ơn anh hai. Ờ. Ủa, vậy còn quà của người phụ nữ kia đâu? Phụ nữ kia là ai vậy má? À, là chị Hậu chứ ai. Con nói đúng không má? Chứ còn ai vô đây nữa. Nè, con phải có cái chuyện gì dành cho con gái người ta nữa chứ. Ừ, má, con với cổ chỉ là bạn bè bình thường thôi. Ừ, bạn bè cũng là phụ nữ. Hơn nữa lại là bạn bè tốt nữa, đúng không? Con phải có một chút quà để tỏ thành ý với người ta nữa chứ. Phải rồi đó anh hai. Mà nói đúng đó. Anh hai cũng phải mua cái gì để tặng cho chị nữa. Có cần em gái này tư vấn không? Thôi thôi, chết rồi. Chết rồi, con quên. Gì vậy? Mấy tô hủ tiếu này con quên bỏ tiêu vô. Để con vô bỏ tiêu cho nó thơm nha má. Thôi được rồi. Anh hai. Nè nè, bỏ ít ít thôi nghe. Hy vọng Hậu sẽ vui khi nhận món quà này. Anh hai ơi, lẹ đi, em đói bụng lắm. Rồi rồi rồi, rồi. Anh hai ra liền. Hai ơi. Ý trời ơi. Hai. Hai thấy con đẹp không? Đi đâu buổi về đỏ chét cột từ trên đầu xuống dưới chân vậy nè. Trời ơi, nhìn con lạ quá phải không? Đồ đạc này, quần áo này hai, nhiều lắm luôn á, đồ đẹp không à, hai thấy không? Trời đất ơi, mày mới bị nợ túm đầu dí chạy trốn không kịp, tiền đâu mua đồ dữ vậy nè. Hai yên tâm. Trời đi ơi, đồ đẹp không? Đợt này con vô xô rồi, sắp giàu có rồi. Nè nè, ê ê, trúng số phải không? Mua giấy số hồi nào không nói tao hay. Trời ơi, trúng số là chuyện nhỏ, cái này không phải trúng số. Chứ gì? Con sắp đi nước ngoài. Ê, ê mày đừng có nói với tao là mày lấy chồng Đài Loan hay là Hàn Quốc nha. Không có nghe báo đài người ta nói hàng ngày đó hả? Ờ, cô dâu tự tử nè, bị chồng giết chết nè. Rồi à, phải phục vụ một hơi mấy ông chồng trong một nhà luôn. Bỏ nha. Hai ơi, hai lo xa quá. Con đâu có ngu mà con đi Đài Loan, Hàn Quốc gì đó. Con đi mấy nước đó, con đi làm ca sĩ, con đi nước khác. Ủa xuất ngoại lại đi đâu? Con đi Campuchia. Ông nội ơi. Hai biết không, có mấy ông đại gia làm ăn lớn lắm. Ở bên Campuchia mấy ông có quán bar, vũ trường. Rồi mấy ông mời con qua bên đó để con làm ca sĩ. Khoan khoan,
Khoan, tao nhắc cho mày nhớ nè. Cái vụ mà cái thằng cha bầu xô, thằng cha gạt mày đó, cho mày mang nợ ngập đầu đó, mày nhớ không? Nhớ. Mày khốn đốn vì cái chuyện đó ha. Rồi bây giờ cái vụ này, đó coi chừng nha, coi chừng y chang như vậy nha. Hai ơi, hai lo xa quá, vụ nào ra vụ đó. Lần trước tại con đưa tiền cho người ta nên người ta mới gạt con. Còn cái này người ta mời con đi làm ca sĩ, người ta mời con qua bên đó hát, người ta trả tiền cho con. Gạt con là gạt cái gì, con có gì đâu để gạt. Ủa nhưng mà làm ca sĩ sao không hát ở đây, mắc mới về qua tuốt Campuchia hát. Đã nói rồi, người ta đầu tư nhà hàng, quán bar ở bên đó thì phải qua bên đó hát chứ. Nhưng mà mày không có biết một tiếng Campuchia lận lưng, lấy cái gì mà hát. Thì mình hát tiếng Việt. Ông nội ơi, ai nghe? Thì giống như mình nghe ca sĩ nước ngoài, người ta hát tiếng nước ngoài, thì bên đó người ta nghe mình hát tiếng Việt. Vậy thôi, đơn giản mà. Phải ông trời. Thiệt mà. Thôi, hai nấu cơm đi, con vô tắm rửa sửa soạn rồi chút xíu nữa còn đi ăn với người ta nữa. Bye hai. À quên. Hai. Cái gì? Hai đừng có nói chuyện này của con á, cho ông bảy qua với con qua thì hậu nghe nha. Mất công mấy người đó ganh tị. Biết rồi. Trời đất ơi, cái vụ gì nữa đây trời? Biết chừng nào nó mới khôn ông nội ơi. Hai món quà luôn. Một cái là em dịch, một cái là bánh tráng trộn. Bảo đảm hoa hậu khoái liền. Hôm nay nhân dịp ngày phụ nữ mà. Mà được không ta? Được chứ, hoa hậu là phụ nữ mà. Hôm nay ngày phụ nữ mình tặng hai món quà là đỉnh luôn. Lần trước ngày của mẹ tự nhiên đem tặng thấy hơi kỳ kỳ. Hôm nay mình gom lại tặng hai món quà cái bảo đảm khoái liền. Hai. Rồi, gọn gọn lại cái coi. Lát qua hậu đi ngang tặng cái coi. Được luôn. Cũng ngon lắm chứ bộ. Sao cổ không có nhà ta? Không lẽ không có duyên? Ủa? Ủa? Chú Bảy? Không có đi làm, qua đây làm chi? Dạ không. Con kiếm qua hậu nhưng mà cổ không có nhà. Nè, nó khóa cửa lại rồi. Trời ơi, qua kiếm đó hả? Dạ. Chắc là nghỉ đi đâu gần thôi, đứng đây chờ đi. Alo. Bà ráng bà chờ tôi chút đi, tôi qua liền. Ủa chú Bảy? Hả? Chú Bảy định đi đâu gấp lắm hả? Đi công chuyện. Mà xa lắm không? Hay là để con chở chú Bảy cho? Mày có chờ con qua hậu không? Dạ được rồi, để đứa con gặp cổ sau. Nếu như vậy thì con chở giùm chú ha. Dạ. Buồn ngủ mà gặp chứ anh. Đi. Dạ, đi chú. Đi. Có nhà nha ông nội. Cảm ơn nha, chở tới đây được rồi. Ủa chú đi thăm bệnh ai hả? Gửi lại con. Chú đi thăm người quen hả? Thăm bạn bè, người quen. Cảm ơn nha. Dạ. Cảm ơn nha.
Hai sợ là ông mắc chứng năng y á. Mày có nghĩ vậy không? Ông tới rồi hả? Ừ. Dạ, mời bác theo. Tôi theo con. Cô hả? Dạ. Sao chú Bảy lại gặp má của mỹ nữ ta? Họ nói chuyện gì vậy? Chắc chắn là có điều gì không bình thường đây. Mình có nên gặp bác gái để hỏi không ta? Dạ, con chào bác. Ủa, sao con biết mỹ nữ bệnh mà tới thăm? Bác nói làm sao? Mỹ nữ bị bệnh hả? À, nó bị ung thư máu giai đoạn đầu đó con à. Nghiêm trọng vậy sao bác? Con xin lỗi, vì con không biết chuyện này cho nên... Bác cứ tưởng con biết chuyện nên cố tình đến thăm nó. Dạ, dạ không mà. Sau lần đó mỹ nữ rất là căm ghét con. Con tự cảm thấy bản thân mình cũng có lỗi, cho nên tụi con đã chia tay. Và sau đó tụi con không gặp nhau nữa, tại con sợ mỹ nữ sẽ buồn. Bác, vậy bây giờ mỹ nữ sao rồi bác? Sắp tới nếu được ghép tủy thì có thể chữa lành bệnh. Còn nếu không thì... Vậy bây giờ mỹ nữ phải ghép tủy hả bác? Còn đang chờ đó con à. Đi đâu mà lâu dữ vậy trời? Ui cha. Ủa, sao anh Hán đây rồi, ảnh đâu rồi ta? Trốn. Anh tưởng anh dễ trốn lắm hả? Ủa thấy hả? Thấy sao không? Mập ú à, sao bong bóng gần gần đây sao mà giấu được? Trời, che cái mặt nhăn nheo luôn á. Ủa nay không đi bán hay sao mà qua đây chi vậy? Cũng có. Hôm nay có chuyện muốn gặp Hậu. Chuyện gì? À đây, Hậu biết hôm nay ngày gì không? Ngày gì? Phụ nữ Việt Nam. Trời ơi, anh quan tâm tới ngày đó nữa hả? Rồi, quan tâm xong quan tâm. Hậu biết sao không? Tại vì lần trước tặng hộp quà cho Hậu, cho nên là giờ phải tặng cho Hậu. Quyết định là phải tặng cho được. Đây. Ủa sao tới hai gói quà lần? Thì tặng double. Tặng double luôn. Lần trước không được, lần này được, mình tặng hai cái. Trời ơi, anh bài vẽ quá à. Bài vẽ chứ, phải bài vẽ thôi. Nè, tinh thần nè, còn này vật chất. Bài vẽ quá à. Phải bài vẽ, bài vẽ như vậy nó mới vui vẻ. Cảm ơn. Mở ra đi. Thôi, vô phòng tôi mở. Hậu, không mở vậy hả? Thôi, cảm ơn nghe. Vô phòng, sao Hán vô phòng được? Vậy, Hán có đi theo không? Thôi, Hán chờ vậy. Bày vẽ quá. Ủa, cảm ơn chị. Cảm ơn. Ông à, chú ông Bảy. À, sao rồi ông? Tôi nghĩ chắc kết quả mỹ mãn. Chú Bảy. Ông à, sao mày ông... có mặt ở đây? Mày biết hết mọi chuyện rồi hả? Dạ, con không có ý tò mò đâu. Tại vì mọi người trong xóm á, cứ nghi ngờ là chú có bệnh gì cho nên mới giấu, làm cho mọi người lo lắng lắm. Cho nên con đã theo dõi chú vô bệnh viện. Rồi tình cờ con gặp bác gái, con mới biết chuyện của mỹ nữ. Thôi đi, chuyện này coi như là không nhắc tới nữa. Chú chỉ yêu cầu một điều, đừng nói chuyện này cho bất cứ ai biết đấy nha. Dạ con hiểu mà.
Bà, mọi chuyện chắc kết quả mỹ mãn. Không lại hẻo rồi hả đại ca? Phải chi còn cái clip đó trong tay thì hay biết mấy. Mẹ nó, cái vụ đó đó tao sẽ không để yên cho con quỷ cái đó đâu. Nhưng giờ không có cái clip đó trong tay, làm sao đại ca hù bỏ được? Tao đã nghĩ cách khác sẽ vui hơn. Trò gì đại ca? Ok, được rồi đại ca. Vậy còn không biết mau chuẩn bị nữa. Tính tiền em ơi. Dạ. Lại lẹ em ơi. Sao? Bà có chắc chắn con nhỏ đó còn zin chưa bắp tem không? Yên tâm, chắc chắn nó còn mà. Nó dưới quê lên. Bà chắc gì còn không? Nó nói với tôi, nó tâm sự vậy đó. Mà cái điệu bộ của nó chảnh chẹ vậy đó, thì ở dưới quê thằng nào mà nhớ được nó. Sợ không đụng được móng chân cái của nó nữa. Ô bà ơi. Thiệt mà. Cái tên bà nói ra tôi không tin nè. Tên tôi sao? Sao Tắc Thiên. Ê thôi nghe, ba cái vụ này là tôi với ông làm ăn chung xuồng nghe. Đừng có nói giọng giống như cha chính cát vậy đó, dễ quế lắm nghe. Mà nè, tự nhiên á, sao đi đánh bài mà phải hỏi vụ còn Jin hay ổng Jin vậy? Thì ở cái chỗ đó đó, mấy thằng bạn tôi á, nó dị đoan lắm. Đi chung á, phải con gái còn Jin mà chưa bắp tem thì đi quýnh bài mới hên, mới ăn. Đưa mấy con nhỏ tựa lưa hột dưa rồi á, thu không còn cắt. Lúc đó bà bù tiền, bà đền tiền vô á. Thì bất quá thì nó không còn tôi thế. Bà còn không? Không biết còn hay mất nữa. Hên xui đi. Bà điên hả? Tôi mới còn nè. Khùng hả? Thôi ứng tiền trước đi mới Linh. Bà lúc nào cũng tiền. Đó. Phải tiền tươi vậy á mới hào hứng mà làm chứ. Bà cái gì cũng tiền 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 không? Tiền tươi là tôi thích à. Khỏi đếm. Ờ, mà giờ sao nhỏ chưa tới nữa? Chắc tới liền bây giờ. Hình như là nó gọi đó. Alo, chị nè cưng. Tới rồi hả? Chị ở trên lầu, phía bên tay phải đó cưng. Nghe lên nghe chưa? Rồi tôi còn phải bàn giao tôi đi công chuyện nữa đó. Trời đất ơi, tôi già rồi ai cho tôi đi? Với lại tôi ở nhà, tôi móc xôi cho mấy người về, mấy người làm giàu muốn gì nữa. Nhanh lên nghe, một lát xe tới đó là đi liền á. Ừ. Được rồi đó. Ừ. Ủa quá, phải chi tôi còn ha. Đến người thật thà chất phác như anh hắn mà còn biết bày tỏ tình cảm. Ờ, em ơi. Ủa? Dạ. Ừ, chuyện là vậy. Dạ. Em đóng cái vai diễn này á khoảng 10 phân đoạn. Tại vì diễn viên bị kẹt đột xuất nên ông đạo diễn muốn em thử vai này, em thấy làm sao? Ờ, nhưng mà em không nắm tâm lý gì hết á, em diễn được không? Không sao hết đó, anh đưa kịch bản cho em xem. Nếu được á, thì em nhận. Đâu sao đâu, cơ hội của em mà. Cái phân đoạn này á, thì nội dung nó như thế này. Ờ. Em á, em thích một chàng trai đó, nhưng mà em không dám bày tỏ tình cảm của mình. Em đắn đo một hồi á, thì vô tình anh ta bị tai nạn, máu me tùm lum hết á. Cái em mới khóc lên và quỳ xuống kế bên anh ta và nói lên tình cảm của mình luôn. Phân đoạn đó nó là như vậy. Sao khó quá vậy? Không sao đâu, cứ nhận đi. Đây là cơ hội tốt của em mà. Biết đâu sau này em không phải đóng vai quần chúng nữa. Ráng lên. Dạ. Nè, em coi kịch bản đi. Chừng nào quay em báo. Cảm ơn anh.
Làm cách nào để lấy cảm xúc đây? Hồi nào tới giờ mình có tỏ tình với ai đâu. Lúc đầu diễn chưa quen, nếu muốn nhập tâm thì mày cứ tưởng tượng ra một người nào gần nhất với mình, có tình cảm tương tự, vậy là diễn thôi. Tưởng tượng ra ai bây giờ? Nếu như qua hậu thích ổng thì nói cho ổng biết, mắc mớ gì ngồi đây buồn một khổ một mình, ổng đâu có biết, đúng không? Không lẽ bây giờ mình tưởng tượng ra ông thế để diễn cho nó nhập tâm sao ta? Đây là cơ hội của mình mà, phải thử chứ. À, hay là bây giờ mình tưởng tượng lúc ảnh té xong ha. Lúc đó mình sợ lắm á. Sao tưởng tượng cái gì mà xui xẻo dữ vậy ta? Hay chỉ xỉu thôi cũng được mà. Giờ bắt đầu diễn coi. Tỉnh lại đi, anh đừng làm em sợ mà. Anh Thế ơi, anh Thế, tỉnh lại đi, đừng có chết mà. Em yêu anh ơi. Alo, anh Hán hả? Tôi đang đi quay. Ê, tối nay tôi quay cảnh tối ở cái nhà quan hôm bữa đó, anh tới chơi với tôi không? Tới chơi với tôi xong đây rồi về chung luôn. Ừ, vậy nghe. Em ơi, chuẩn bị xong chưa? Ra thử nè. Dạ. Nhanh lên em. Dạ. Công việc có ổn không con? Dạ ông nội. Dạ công việc vẫn ổn ông nội. Dạ con định qua nhà ông nội để báo cáo tình hình cho ông nội yên tâm nè. Báo cáo qua điện thoại như vậy cũng ổn rồi, không cần theo quy trình đâu con. Bữa nay ông nội có hẹn với mấy ông bạn già rồi. Dạ vậy cô gặp ông nội sau nha. Nhưng mà cháu của nội cũng đang rảnh đó. Bộ bay không định rủ nó đi chơi đâu sao? Dạ để con coi sao. Bây giờ con tắt máy nha ông nội. Dạ con chào ông. Dạ. Con xin lỗi nội nghe. Bữa nay con phải tặng quà cho một người rồi. Ủa sao mà lâu tới quá vậy anh Hoàng? Cũng sắp tới rồi, đừng có nôn nóng quá mà. Tại em sợ tới trễ rồi, lúc đó chưa kịp trang điểm rồi làm tóc, rồi chưa kịp làm gì hết trơn á, mà ra hát, lúc đó mất uy tín của anh nữa. Mới lần đầu, mình hát nhép thôi, có gì đâu em ngại. Cái gì hát nhép? Ủa mà em đâu có thu bài hát nào đâu, sao mà hát nhép được? Cần gì em phải lo, chỗ này chủ yếu ta lo ta đánh bài, còn hát để cho vui thôi. Vui thì vui, nhưng mà phải có đĩa mới hát nhép được chứ, trong khi em chẳng đem theo cái đĩa nào hết. Không sao đâu, anh có đem mấy cái đĩa của mấy đứa em nó hát sẵn á. Qua bển á, kêu kỹ thuật nó mở ra, em chỉ hát nhép theo thôi, ai mà biết. Hả? Vậy cũng được nữa hả? Chứ sao. Thôi, em tranh thủ chợp mắt chút đi cho đỡ mệt, chừng nào tới á, anh kêu cho. Dạ.
Mình ráng cố gắng giữ bình thường. Không thôi bà Hai Lê bà biết, bà lằn xăng. Ủa, đi đâu vậy? Đi đâu về vậy? Đi công chuyện. Sao mặt mày ông trời giờ tái ngắt vậy? Mặt mày chơi dơ gì? Tái ngắt gì? Tôi bình thường, tôi khỏe mạnh bình thường. Bình thường hả? Ờ. Mà đi đâu từ sáng sớm tới bây giờ? Tôi nói là đi công chuyện. Vậy hả? Ờ. Có quà nè. Quà gì ông nội? Đừng nói. Thôi thôi thôi. Có quà cái này. Gì vậy? Thịt bò. Thịt bò. Tặng bà nè. Trời đất. À. Vụ gì tặng thịt bò gớm vậy trời? Hết chuyện đi tặng thịt bò. Nói chung là ngày phụ nữ, đàn ông tặng cho phụ nữ miếng thịt bò. Đâu có sốt đâu mà khùng dữ vậy trời. Tôi khỏe mạnh chứ sốt cái gì. Cảm ơn nghe. Mấy bữa tôi thấy bà mệt, tôi mua thịt bò tôi tặng bà. Bệnh phải không? Ủa là hôm bữa ông hỏi tôi cái vụ ăn cái gì bổ máu là gì đấy hả? Ừ đó. Cảm ơn nha. Cái gì vậy? Đâu có gì. Bộ ông xỉn hả? Xỉn đâu xỉn trời. Sáng giờ có uống không? Không. Không mà sao đứng quờ quạng vậy? Tại vì nắng. Trung nắng vậy thôi. Không trung có nắng gì hết. Hả? Tôi làm gì xỉn trời. Trung nắng là thôi vô nhà nghỉ tôi đi. Tôi mạnh khỏe trời ơi trời. Gì ghê vậy? Buông ra. Tôi khỏe mạnh nè, tôi có thể ôm cả bầu trời nè, thấy không? Sao đứng không vững, mặt mày tái lét vậy? Đứng vững sao không vững? Đứng cho bà coi nè. Khoan để tôi lấy trớn. Đó, thấy không? Ê, coi tôi đi bình thường qua tới bển cho bà coi nè. Đi. Có gì đâu, mệt bà quá. Trời ơi. Ngồi đây. Vậy là cảm nắng nặng lắm rồi nè. Bây giờ ông ngồi đây đi, tôi vô tôi nấu cháo thịt bò, rồi tôi múc ra tôi với ông ăn, nghe. Biết. Có nghĩa là bây giờ bà vô bà nấu cháo thịt bò. Ừ. Tôi ngồi đây tôi chờ bà nấu cháo, bưng ở đây tôi ăn phải không? Ừ. Nhưng mà đừng có đi đâu, trời đang nắng dữ lắm, nghe. Bà đi đi, tôi ngồi đây tôi chờ. Rồi. Sao vậy mày? Biết nữa, tự nhiên con tắt máy rồi. Trời ơi. Hai thằng này nhìn thấy quen lắm. Hình như là đám đệ tử của thằng Hưng Gấu thì phải. Alo. Mày là Hưng Gấu chứ đâu phải là Hưng Khỉ đâu. Mà mày cho đàn em theo dõi tao chi vậy? Hả? Như vậy là hèn lắm biết không? Mày nói đám khỉ đó biến khỏi đây đi. Đúng là mấy thằng hèn. Để coi tụi bay làm được trò trống gì. Em. Dạ. Phân đoạn hồi nãy á, em diễn tốt lắm. Đạo diễn thích lắm á. Thiệt vậy hả anh? Sau này cố gắng phát huy nha. Dạ.
Nếu sau này mà có những vai nhỏ nhỏ thì anh sẽ đề xuất cho em với đạo diễn. Vậy tối nay phải đi quay nữa không anh? Những cái vai đó là của quần chúng. Bây giờ em đã vô vai khác rồi. Cái vai đó đạo diễn đã chấm em rồi. Cố gắng phát huy nha em. Dạ, cảm ơn anh. Để chiều nay anh gửi thêm cho em mấy phân đoạn tiếp theo. Em về em nghiên cứu thêm nha. Vậy nghe em. Dạ. Thôi anh đi đây. Cảm ơn anh ạ. Ừ. Dạ. Ừ. Để gọi cho ông Hán ngay. Sao ông lại khóa máy? Tao mất tiêu rồi. Nó tới kìa đại ca. Dạ xin lỗi đại ca. Mày có bao nhiêu đó mà làm có không xong nữa. Dạ đại ca bất giận đại ca. Cũng tàn quỷ rồi nè. Nó không coi chừng canh gác gì hết trơn á. Thôi để lần sau nha đại ca. Còn lần sau nữa hả? Để cho mày ăn hại nữa hả? Ờ bây giờ hay là mình bỏ phi vụ này nha. Mày điên hả mày? Tao sẽ không bao giờ bỏ qua cho con quỷ cái đó đâu. Vậy chứ bây giờ mình làm giống gì đại ca? Thay đổi kế hoạch khác. Có kế hoạch khác kìa. Ờ. Mày nhớ chưa? Nhớ kỹ rồi chưa hai tụi bay á? Rồi rồi, đi đi. Không biết đợi tới khi nào nữa. Tự nhiên kêu mình lên đây ngồi chờ rồi chơi hoài vậy. Nguyên cái buổi trời thì còn gì. Đợi chút nha, có điện thoại. Khoan nghe. Rồi, cứ coi đi coi bài đi. Cái bà này lộn xộn gì đâu á, mệt bởi cái nghe điện thoại hoài. Sáu hả? Con Kiều Mơ nè. Ừ, Sáu biết rồi, có gì không con? Sáu ơi, ông Hoàng ông kêu con tới khách sạn gì á, đợi ông đi bàn công chuyện gì đó mà con đợi cái buổi trời rồi. Không có thấy ông quay lại, không biết có chuyện gì không nữa. Thì con gọi cho ông đi. Gọi hoài không được, không biết có sao không nữa nè. Không có sao đâu. Chắc ổng đi bàn bạc làm ăn chút xíu nữa về cái gì. Trời nhanh nhanh đi má ơi. Trời ơi. Cưng chịu khó chút xíu đi nghe. Công việc gì mà lâu quá trời lâu luôn á. Nhưng mà Sáu ơi, tự nhiên ổng nói ổng đưa con qua Campuchia mà giờ ổng đưa con ra Long Hải là sao? Con đâu thấy ngoài này có sòng bài gì đâu. Ờ thì con không biết gì hết á. Lúc này ở ngoài biển á, họ mới mở sòng bài đó. Nè, ở đợi ổng đi, một lát ổng về ổng đưa con ra chỗ sòng bài kia chưa? Rồi xong chưa má? Từ từ đợi một chút. Phải không? Rồi thôi nha cưng, Sáu kể không chuyện nghe. Nè, nhớ đó, gặp ổng rồi á thì phải mềm mỏng nhẹ nhàng nha cưng. Rồi 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 thôi hen. Ngồi nãy giờ là nóng máu rồi. Rồi rồi rồi, rồi. Nhưng mà con thấy lo lắm. Sao rồi, sao điện thoại? Alo, Sáu. Sáu alo. Trời ơi. Gọi cho ai đây? Cái bà Sáu này. Trời không có tín hiệu luôn chứ. À không, tại sao mình hết pin. Ủa, chết cha cục sạc đâu rồi? Rồi xong, hồi nãy gấp quá rồi quên đem rồi. Trời ơi, bây giờ làm sao đây? Làm sao đây? Ủa anh Hoàng, em tưởng là anh bỏ em ở đây luôn rồi chứ. Người đẹp vậy bỏ khùng mà sao bỏ. Ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Ngồi đi em. Thì em đâu có biết đâu. Tự nhiên đưa em tới đây, bỏ em ở đây cả buổi. Em cứ tưởng có chuyện gì xảy ra không á. Bậy. Ủa anh, mà anh nói anh đưa em đi Campuchia mà sao tự nhiên đưa em ra đây vậy? Thì anh đi ra đây á, gặp mấy người bạn, rồi mình kéo nhau mình đi chung luôn em biết không. À, vậy thì chừng nào mình mới đi ha anh? À... Anh,
Mà tối nay anh xếp cho em hát cái gì vậy? Hát chương trình gì vậy? Tối nay chưa có hát được đâu. Vậy chứ làm gì? Tối nay làm... Thôi, là ăn cơm với khách. Trời ơi, ăn cơm với đám bạn của anh. Để mà hợp tác làm ăn. Mà em đi chung với anh được không? Em hả? Ừ. Em đâu có biết công chuyện làm ăn của mấy anh đâu mà em đi chung theo anh Chí. Từ anh Chí dẫn cho. Miễn là em ngoan ngoãn là được rồi. Phải không? Ngoan nha. Thôi, bây giờ anh ra ngoài kêu tài xế chuẩn bị xe dưới chờ em. Ở đây nhớ trang điểm cho dễ thương chút nha. Mặt dễ thương quá. Tự nhiên kêu mình đi ăn chung. Đây, của con nè. Chú đưa bóng cho con. Rồi, kìa. Cảm ơn hai mẹ con nha. Rồi, cảm ơn hai mẹ con. Rồi. Chết cha. Tới giờ rước hậu rồi. Mình phải gọi mới được. Alo. Rồi xong luôn, si ba chao luôn. Hết gọi được luôn. Hết bà nói pin rồi. Trời ơi, bây giờ ở đâu đây ta? Nhà quan hả? Quốc đại luôn. Bữa nay coi như là phụ nữ xóm Hollywood này làm bữa tiệc tưng bừng cái coi. Sao giờ này không thấy ai về vậy cả? Đừng nói tôi quất nồi chè tổ chản cái để hai ông bà già ăn hết đi ngang. Úi, dì hai. Về rồi hả? Vô ngồi đây. Ủa hai làm gì chén bát lỉnh kỉnh vậy hai? Vô. Con có tin vừa báo cho hai biết nè. Vụ gì? Cái ông đạo diễn á, ổng giao cho con một cái vai vừa có thoại vừa có tâm lý luôn á hai. Trời ơi, đã mày. Thiệt không? Ừ. Mà làm được không? Dạ chắc là được cho nên là ổng giao cái vai đó luôn rồi. Giao luôn hả? Trời ơi, đã nghe. Bởi vậy hai nấu nồi chè đâu có uổng công. Ủa hai nấu chè hả? Ừ. Hai cúng hả hai? Cúng gì đâu. Nghe ông bảy qua ổng nói bữa nay là ngày phụ nữ vậy á. Ê, hồi chiều ổng tặng tao cục thịt bò bự tổ chả luôn mày. Bảy mua thịt bò tặng cho hai hả? Ừ. Chú Bảy vàng vậy còn biết lãng mạn nữa. À những cái ông đó. Ai nói gì? Đâu có gì hai. Chú Bảy đâu hai? Ừ, hồi chiều ổng nói mệt, cái tao lấy cục thịt bò tao nấu nồi cháo cho ổng ăn, cái ổng nói đi ngủ sớm cho khỏe. Kệ. Mà chị mơ đi show hả hai? Ừ, con mơ đi show của Sáu Tắc. Mà sao chiều vợ thấy lo mày. Hai nữa rồi đó, hai cứ lo cho chị hoài à. Chị lớn rồi đâu phải con nít đâu mà lo. Mà nó bất rất khó chịu lắm. Đâu mày lấy điện thoại mày gọi cho nó thử coi. Được rồi.
Tắt máy rồi hay. Chết rồi. Giờ sao ta? Biết hoa hậu ở đâu mà kiếm bây giờ được ta? Mấy người đó làm gì vậy?